Xin chào các bạn, ở đây là máy đo đất nha các bạn. Thì đo pH đất đó, thì giá nó rẻ nên chất lượng không cao. Và đây là cái máy của xuất xứ từ Nhật, thì chất lượng tốt nhưng mà giá rất là cao các bạn, đến 1.4 triệu một cái lần ha. Thì như thế nào để có thể chọn được cái máy đo pH khác mà có thể dung hòa được? Ở đây thì mình có xem kết quả của một máy đo pH, thì cho các bạn xem nè, thì cái con số nó hiện lên cũng khá chính xác là 6.5, độ pH là 6.5 ha, chi tiết rất là rõ. Và mình thấy thì điểm mạnh của cái máy đo pH này được cái là nó nhỏ gọn, bỏ túi rất là tiện nha các bạn. Và cái phần thiết kế thì nó không có thua kém gì của hàng của Nhật, và độ chính xác cũng gần như là 90 nha các bạn. Như vậy tiện chúng ta có thể đo pH, mà giá để mua em nó về không có quá cao như mà hàng của Nhật. Đấy, thì các bạn nào có điều kiện thì nên mua loại tốt ha. Thì ở đây mình cho các bạn xem cái phần kết cấu bên dưới của em nó nè, nó cũng chia làm 3 lớp, cũng có cái nút nhấn để chuyển đổi giữa đo độ ẩm và đo pH. Đó, phần kết cấu nhựa cũng như 19/10 với cái loại của Nhật đó các bạn. Đấy, rất là giống luôn ha, chất lượng cũng vậy. Đấy, cái phần tem này cũng có phần thiết kế cũng na ná ha, mặc dầu là của Trung Quốc nhưng mà mình thấy nó là cũng tuyệt lắm. Cái phần kim loại nó cũng chia làm 3 lớp rất là rõ, và mình cũng đã từng sử dụng hàng Nhật rồi nên mình thấy mình biết kết cấu của nó. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nha, chi tiết. Thì cái hàng này thì mình mua đặt từ Trung Quốc thông qua Lazada nha các bạn. Thì cái giá nó cũng xem khoảng, nói chung là chấp nhận được nha các bạn, không quá cao. Rồi thì bây giờ sẽ mở hộp cho các bạn xem nè. Đấy, thì nó bọc một cái lớp mút đệm khí ha. Đấy, cái hộp nó thì mình đánh giá không cao các bạn. Cái hộp thì làm cũng sơ sài lắm. Đấy, nó ghi là máy đo độ pH đất. Bên trong thì mình thấy là có một cái hình, và bên cái hậu là cây lúa ha các bạn, dùng để đo pH nói chung. Thì ở đây chi tiết thì nó ghi rõ là chúng ta có thể đo được cái nồng độ pH trong đất. Đó, có thể đo trong vườn nè, trong nông trại nè, trong những cái vị trí mà có đất là được. Để chúng ta hơi trồng trọt ha, có độ pH mà dao động thì nó đo khoảng bao nhiêu thì nó ghi rõ trên đây, trên bao bì các bạn. Ở đây thì ghi rất là nhiều, thì nó lưu ý cho chúng ta những cái chi tiết nào chúng ta cần nên tránh và nên cách sử dụng như thế nào. Và nó cảnh báo, mà đặc biệt mình lưu ý các bạn là nó ghi rõ là chúng ta không sử dụng này để đo pH nước nha các bạn. Thì có nhiều bạn sử dụng cái máy này để đo pH nước, và cuối cùng là cái máy đo pH nó hư luôn. Đó, thì thực sự là cái máy đo pH đất thì nó chỉ chuyên đo đất thôi, chúng ta không nên sử dụng để đo nước. Tại vì khi đo nước thì nước sẽ nôi vô bên trong, cái mạch của nó sẽ làm hư nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chính thức khui cái hộp để cho các bạn xem. Thì mở ra thì có một cái hộp trong, nó đệm cũng đơn giản, không có quá đẹp, nhưng mà mình quan trọng cái phần cái nội dung bên trong hơn nha các bạn. Rồi, để xem cái lớp nhựa này mình khoái rồi đó các bạn. Nó có cái nút bạc này thì nó cũng làm bằng kim loại nhưng mình mạ chrome. Đó, thì nó ghi rõ là chi tiết là chúng ta có thể nhấn vào để mà chuyển đổi giữa đo pH và đo độ ẩm. Thì cái máy này nó có cái chức năng đó là vừa đo pH và vừa đo được độ ẩm luôn. Cái điểm hay của cái máy này thì nó khá hơn là cái máy của Nhật, đó là ở chỗ là nó nhỏ gọn hơn, và thay vì nó hình vuông thì nó lại làm hình tròn, và cầm nắm thì nó dễ hơn. Nó chiếm khoảng nhỏ hơn gấp rưỡi so với hàng của Nhật nha các bạn. Ở đây thì bên dưới nó cũng làm bằng cái lớp tráng, lớp kim loại, hai lớp dưới là kim loại bạc và lớp trên là kim loại đồng ha, để đo có thể cái cách để là nó đo pH của đất và đo độ ẩm luôn. Thì thông số trên màn hình hiển thị thì các bạn thấy là nó hiển thị từ 3 tới 8, nó dao động từ 3 đến 8 độ pH Độ ẩm thì nó ghi ở dưới là từ 3 tới 8 luôn các bạn. Nó cũng thông số, nó chỉ qua cái kim đồng hồ này, chứ không phải là hiện con số rõ ràng, mà chỉ là sử dụng cái cơ đó các bạn. Nó dựa trên yếu tố là cơ học hơn, đo pH và đo độ ẩm bằng yếu tố cơ học. Và mình thấy là cái phần làm gần như là nó bắt chước từ cái phong cách của thiết kế của cái hãng bên Nhật. và mình nó cải tiến hơn nữa là nó làm hình tròn thay vì hình vuông. Và bên dưới thì gần như là 100%. Theo mình nghĩ thì họ học hỏi từ cái của người Nhật thôi, tại vì họ cũng là hàng sản phẩm của Nhật cũng gia công ở Trung Quốc rất là nhiều, do đó chúng ta thấy họ học hỏi rất là hay và họ đưa vào sản phẩm với giá thành tương đối rẻ hơn, và người Việt Nam có thể tận dụng này để mua những sản phẩm giá rẻ ha. Đó, mình thấy là khá ok. Thì cái quan trọng là chất lượng như thế nào thì một lát mình sẽ xem ha các bạn. Cái loại nhựa xanh này các bạn thấy là nhựa xanh này thì nó chịu va đập và chịu nhiệt rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng để ngoài trời trong thời gian lâu vẫn được. Đấy. Và cái nhựa này nó đúc các bạn. Đúc thành khói. Thì cái nút như nãy mình nói là nó làm từ nhựa và bạc rơm. Để chúng ta nhấn vào buông ra. Nút nhấn vào buông ra theo mình biết đó là để biết nó chuyển đổi giữa con số là pH đất và độ ẩm đất. Đó. Khi mà chúng ta ghim thẳng xuống đất á, thì nó sẽ thông số hiện con số là pH đất. Còn khi chúng ta nhấn nút vào thì nó sẽ hiện độ ẩm của đất. Đó, thông thường mình sử dụng này để đo độ pH thôi. Mình hầu như là không sử dụng để đo độ ẩm nha các bạn. Đấy. Thì theo kinh nghiệm mình là vậy. Chúng ta không nên sử dụng này để đo độ ẩm. Thì độ ẩm thì rất là dễ rồi. Chúng ta cầm nắm trên tay là tôi biết độ ẩm của đất rồi. Nhưng mà độ pH rất là khó. Chúng ta phải có thông số, cũng phải có cái thiết bị để đo được. Đấy, thì đây là thiết bị để chuyên đo pH hơn. Đó. Thì khi mình chuyển đổi qua cái này thì mình thấy kinh tế hơn. Tại cái loại vuông đó đã bị hư rồi các bạn. Mình mua cái này thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Thì mình mua thử thì mình review cho các bạn xem. Nếu mà nó ok hay á, thì nông dân chúng ta có thể mua để trang bị cho vườn chúng ta được đó, các bạn. Để đo độ pH của chúng ta có tốt hay không. Thì dao động từ các bạn có thể thấy là độ pH từ 5.8 tới 6.5 là rất là tốt. Còn nếu độ pH á, cao hơn hoặc thấp hơn thì chúng ta có những cái phương pháp để mà cân bằng độ pH đất lại ha, cái đó thì cái phần riêng ha các bạn. Thì lý tưởng là từ 5.8 6.5 thì mình sẽ thử cái này để đo độ pH, thì mình sẽ chọn cái đất nào tương đối mềm không quá cứng ha. Nó mềm hơi ẩm thì chúng ta thể ghim được, đất nào cứng quá ghim vào lạng quạng là nó gãy luôn nó gãy luôn cái đầu ghim luôn các bạn. Tại đây nó là bằng nhựa nhưng mà rất là chắc nha, nhựa không phải lợp ẹp, nó cũng tương đối tốt. Thì ở đây thì khi chúng ta ghim vào đợi khoảng chừng 3 phút để con số nó ổn định lại thì chúng ta sẽ nhìn cái số đó, các bạn thấy không? Nó ghi là 6.2, 6.3 gì đó. Đấy, trên cái vườn chúng ta thì có những khu vực đất pH cao, có những khu vực pH thấp, do đó chúng ta nên đo nhiều vị trí khác nhau. Ha, các bạn thấy cái nút này không? Mình chưa có nhấn cái nút này á, tức là nó đang đo độ pH á. Đã cái cơ bản của cách sử dụng là như vậy, chúng ta ghim đất thì chọn đất mềm, ghim vào thì xem độ pH. Còn muốn chuyển đổi thì chúng ta nhấn vào, thì các bạn thấy nhấn vào á thì nó sẽ chuyển qua cái độ ẩm nè. Đó, các bạn thấy lạ không? Để nó chuyển xuống nè, 5. Thì độ ẩm đất là 5. Đó. Thì tại vì mà cái này vườn này mình mới tưới nên độ ẩm nó cũng tương đối và có độ mềm để mình có thể ghim cái máy đo được ha. Nhớ các bạn ghim những chỗ nào đất hơi ẩm một chút thì máy nó mới đo chính xác nha các bạn. Đừng để khô quá thì máy nó không có cảm nhận được. Đấy, thì mình thử mình ghim chỗ khác thử xem các bạn. Rồi, khi mà đo xong á, các bạn thấy là cái phần dính, phần đất dơ dính ở trên đầu này, chúng ta phải lau khô nha. Phải lau khô. Tại vì có nhiều bạn đo xong mà không chịu lau thì cái hơi ẩm nó sẽ vào bên trong, nó làm hư những cái mạch ở bên trong các bạn. Thì lần sau mình đo sẽ không chính xác nữa hoặc là hư luôn cái máy này luôn. Qua sử dụng thì mình thấy đánh giá thì cái máy này rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng và có thể mua thông qua cái đường link mình để trong phần mô tả cái bài ha. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh giùm mình nhé. Xin chào.